Xin chào các bạn, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô cái này màu nâu. Sẽ tô chiếc bánh lên màu vàng. Đĩa mì vai mình sẽ cho màu hồng. Đĩa này, cái dao này mình sẽ tô màu tím. Nhân bên trong này mình sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.